Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin luận giải lá số mã số 1033 của một nữ sinh ngày 18 tháng 9 năm 75, tức là ngày 13 tháng 8 âm lịch năm Ất Mão, sinh vào giờ Sửu 2 giờ sáng. Bản mệnh là Đại Khê Thủy, cục là Thủy Nhị Cục, mệnh chủ là Văn Khúc và thân chủ là Thiên Đồng. Đại Khê Thủy và Thủy Nhị Cục thì Thủy Thủy là cục hòa bản mệnh, và thân cô sinh vào giờ Sửu nên thân cư Phúc Đức tại cung Tuất. Và ngày năm xem là năm 2016 nên là năm nay cô 42 tuổi, lưu đại vận vào cung Tý, vào cung có sao cung Quan Lộc, có sao Cự Môn gặp sao Tuần đóng. Thì đây là một lương số mà đã có hai người con, một trai một gái, và tiếp theo lại có sắp sinh một người con gái nữa trong năm nay. Thưa các bạn, đây là một lá số tử vi mà mệnh vô chính diệu. Cô có những cái sao như là sao Tấu Thư tại cung mệnh, nói về khả năng ăn nói khôn khéo, lợi ích cho việc làm đàm luận rồi văn chương nghệ thuật. Đấy. Sao Tấu Thư là sao khôn khéo, và những người có sao Tấu Thư thì mắt rất là sáng. Ân quang tài mệnh, ân quang thiên quý chính là sao Phật Độ, nên là người có đích tính từ thiện, thông minh. Và cái sao ân quang đóng ở đây nó giải trừ bệnh tật, những cái hiểm họa mà của đương số gặp trong cuộc đời và trong tương lai. Vì có sao ân quang nằm tại cung mệnh sẽ cứu giúp. Rồi nếu mà đương số càng quan tâm đến tâm linh nhiều, càng có lòng nhân hậu, từ thiện hay làm việc thiện thì sẽ được giải cứu trong những lúc khó khăn. Và ấn cái sự che chở của đấng thiêng liêng vì cái sao ân quang này cũng khiến cho đương số sắp tới sẽ rất là tốt. Bởi vì sau cái việc xem tử vi ngày hôm nay, chắc chắn về mặt tâm linh đương số sẽ quan tâm hơn rất nhiều. Có sao Thiên Việt, Khôi Việt nằm tại mệnh. Sao Thiên Việt cũng là sao về khoa giáp, về cái sao này là sao về văn bằng, rồi nghị định, rồi giấy khen, và cũng nói lên cái cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp. Đây là một người phụ nữ ngày trẻ thì chắc chắn là một người xinh đẹp. Về cách Khôi Việt là cách của người văn, nên là cũng có khả năng văn chương nghệ thuật tương đối tốt. Sao Nguyệt Đức tài mệnh, sao Nguyệt Đức là cái sao mà nói lên cái tính ôn hòa, nhân hậu và đức hạnh, đẹp nết, đoan chính, nhân hậu. Và cái sao Nguyệt Đức này cũng là cái sao giải bệnh, phò tá, nó giúp cho hóa giải được các sao đào hoa ở các cung khác chiếu vào cung mệnh. Giờ sao Thiên Y, sao Thiên Y cũng là cái sao giải cứu bệnh tật tại cung mệnh, nó khiến cho đương số nếu có bệnh thì cũng được hóa giải. Và sao Thiên Y cũng là cái sao mà chủ về thuốc men, chỉ về những cái nghề mà quan tâm, nếu mà làm tốt được, nếu mà đương số muốn kinh doanh tốt ấy, thì có thể làm những nghề y dược. Đấy, sao này cần thiết cho các y sĩ, dược sĩ, rồi y tá, rồi cán bộ y tế, rồi nữ hộ sinh, rồi những người biết cách chăm sóc người khác. Và một người mẹ mà có sao Thiên Y thì chăm sóc con cái cũng rất là tốt. Sao Đường Phù tại mệnh cũng là cái sao mà nó lợi cho cái việc cộng danh, lợi cộng danh, và sau này ấy, nó lợi cho cái việc mua nhà của đương số. Mặc dù đương số bây giờ đang hơi lục đục với chồng và chưa có nhà riêng, vẫn đang phải ở nhà của ba má. Đấy, nhưng mà về sau này cái sao Đường Phù này nó vào đại vận, vào vận của nó thì nó cũng sẽ giúp cho đương số mua nhà, tậu nhà một cách dễ dàng. Tiếp theo là sao Thiên Phúc. Sao Thiên Phúc tại mệnh, sao Thiên Phúc này cũng là cái sao mà nói là cái tín ngưỡng tôn giáo, lòng từ thiện, nhân hậu, trời ban cho có cái đức độ, rồi có sự lương thiện và nhân hậu. Đấy. Thế thì nếu mà mọi người đọc Chí Phèo thì Chí Phèo nói rằng là ai cho tôi lương thiện. Thật ra lương thiện là cái thứ không thể cho được, mà chỉ có trời cho được thôi. Người trần gian không ai cho được cho mọi người được sự lương thiện. Sự lương thiện là phải tu tập, phải tích đức, tích phúc từ nhiều năm, rồi trời phú cho cái sự lương thiện đấy rồi mới có. Và chúng ta không ai khác ngoài chúng ta lương thiện hay không là do bản thân chúng ta tự tạo ra. Tại mệnh là có một cái sao gọi là sao Tử Phù. Sao này là cái sao buồn thảm, hay gây rắc rối và cản trở công việc. Đấy là một cái sao xấu, nó làm cho đương số đôi khi hơi buồn phiền, và nó cản trở cái công việc, rồi nó làm cho nguy khốn và trục trặc ở đây. Tiếp theo nữa là
sao cung mệnh của đương số thì chúng ta thấy là cung mệnh của đương số có sao Thái Dương vượng địa từ cung Tài Bạch chiếu về cung mệnh tốt. Sao Hóa Quyền nằm cung Thiên Di chiếu vào cung mệnh. Đấy, thì đây cũng là một người mà nói có người nghe, đe có người sợ, bởi vì sao Hóa Quyền nằm tại đấy. Và cung Thiên Di có sao Thiên Đồng Thiên Lương rực sáng của đương số chiếu vào cung mệnh. Đây cũng là một người giỏi mà. Mặc dù đương số nhắn tin cho thầy rằng là không ổn lắm, nhưng thầy thấy đây là một lá số rất là đẹp. Mệnh vô chính diệu lại thân cư phúc đức có sao Thái Âm Miếu Địa. Là một lá số tương đối tốt. Chẳng qua là cung thân gặp sao địa không hỏa tinh hóa kỵ nó đóng vào đây. Đấy, nó làm cho cuộc đời hơi thăng trầm. Vì không kiếp chiếu sao địa không nằm ở cung mệnh là cung thân. Rồi sao hỏa tinh nằm cung thân, đôi lúc nóng vội, nóng mỏng. Rồi sao hóa kỵ nằm tại cung thân. Sao hóa kỵ cũng là cái sao hay bị oan ức, hay bị oan trái, rất hay bị thị phi nằm tại cung thân của mình. Mặc dù mệnh rất tốt nhưng hay bị những việc đấy. Tiếp theo là đương số trục trặc với chồng. Một phần trục trặc với chồng bởi vì sao? Vì cái cung chồng của đương số là sao Thiên Cơ đắc địa lại gặp sao Triệt. Sao Triệt này nó làm cho Triệt là mất, đấy, là hỏng mất cung chồng. Đấy, nên là hai vợ chồng lục đục với nhau cũng là đúng. Cung huynh đệ của đương số thì có tử vi phá quân thì anh em mà lại nhưng gặp triệt nên là anh em không giúp đỡ được nhau nhiều. Nó rất may cho đương số là thiên phủ đóng cung phụ mẫu, thiên phủ chính là kho tiền đóng cung phụ mẫu nên được nhờ bố mẹ, và cung mệnh của đương số nằm trên cung của bố mẹ đấy, đè lên cung của bố mẹ được bố mẹ cho nhờ giúp đỡ. Rồi cung phụ đức của đương số cũng là sao Thái Âm Nhật Nguyệt chiếu vào rất là đẹp. Đấy cũng là điều mà sẽ nhờ được anh em họ hàng thêm sau này nữa. Nhưng huynh đệ ruột thì lại khó được nhờ nhau, lại khó nhờ nhau được. Nhờ một cung nữa là cung nô bộc của đương số là thiên tướng. Đấy. Sao thiên tướng mà nằm cung nô bộc nhưng thiên tướng không sợ tuần triệt nên cũng không vấn đề gì. Nên là bạn bè cũng lớp lúc hợp lúc xung nhưng cũng chưa phải là người giúp nhau được nhiều. Cung quan lộc của đương số có sao cự môn lại gặp tuần đóng. Đó. Sao cự môn mà gặp sao tuần đóng tại cung Tý Ngọ này cũng là kinh phết. Và nửa đời đầu đấy, nửa đời đầu thì đương số không thành công cho công việc nhưng nửa đời sau sẽ là thành công. Đấy, từ 42, 43 tuổi trở ra, nghĩa là hết năm nay từ sang năm là công việc kiếm tiền rồi làm ăn của đương số sẽ tương đối thuận lợi sau khi sinh năm nay nhá. Đấy, sau khi sinh năm nay sang năm bắt đầu công việc bắt đầu thuận lợi hơn. Về cung Điền Trạch thì có liêm tham hãm đóng ở đây. Thì cái chòm liêm tham là chòm rất là xấu. Nó đóng cung Điền Trạch thì nó sẽ làm cho cái lá số của đương số nó là rất xấu, là chậm có đất, chậm có nhà. Đấy, nên bây giờ 42 tuổi rồi vẫn đang ở nhà bố mẹ là đúng rồi. Nhưng yên tâm, liêm tham đóng ở đây thì về hậu vận vẫn tốt. Không vấn đề gì. Vì cung đất của đương số cũng có tà hữu chiếu vào. Rồi hóa khoa, hóa quyền, đấy, thanh long, văn khúc chiếu vào cung Điền Trạch. Nó chỉ chậm có đất thôi, nhưng đương số sẽ ổn. Về cung lý giải cho đương số những cái mà đương số đang gặp hiện bây giờ. Thứ nhất là cung chồng của đương số gặp sao triệt. Đấy, hóa giải bằng cách này thì bằng cách là đương số có thể cưới lại thêm một lần nữa hoặc là xa nhau một thời gian rồi quay lại với nhau thì sẽ hết cái khúc mắc này, vì sao triệt nó đóng ở đấy nó làm cho ngăn cách giữa hai vợ chồng không tốt. Đấy, rồi lại sao địa kiếp địa không, hai cái sao đấy là cùng chiếu vào cung phu thê nữa. Địa kiếp nằm cung quan lộc chiếu lên cung phu thê, địa không hỏa tinh linh hóa kỵ nằm cũng chiếu là cung phu thê nên khiến cho cuộc sống vợ chồng hơi trục trặc. Nhưng mà bạn là thân cư phúc đức mà, là người luôn luôn, rồi là cung mệnh rất là khôn khéo nữa, bạn nhường nhịn vì cha mẹ, vì con cái nhường nhịn thì bạn thầy nghĩ rằng là trong tương lai vợ chồng bạn cũng sẽ ổn thôi, không vấn đề gì. Về cung con của bạn thì có sao tăng môn cô thần nằm ở đây nên là chắc chắn bạn sẽ sảy não mất một hai người con, và tăng môn cô thần đóng ở đấy thì chết rất trẻ và khó được siêu thoát nên quan tâm để siêu thoát cho các bé. Về cung Tài Bạch có sao Thái Dương nằm ở cung Tài Bạch cũng là một cái sao tốt, nhưng bạn cung Tài Bạch các bạn rơi vào cung Thiên La Địa Võng. Đấy, nên là dẫn đến là mình chưa có cách để mà phát ra khỏi cung Tài Bạch.
Đấy. Mà cái đại vận từ 32 đến 41 tuổi thì bạn lại rơi vào liêm trinh tham lang hãm, là cái chòm nó xấu lắm. Chòm đấy là phá sản, rồi cái chòm đấy là tình duyên lận đận đủ thứ. Ai mà cái chòm đấy rơi vào đại vận thì kinh khủng, rất xấu và dễ liên quan đến pháp luật rồi tòa án rồi rất rất vất vả. À, rất may cho bạn là năm nay năm 42 tuổi bạn đã vượt qua được cái cung đấy rồi. Mặc dù sau tuần đóng vào cự môn nằm tại Tý, nhưng yên tâm, tuần đóng cái cự môn tại Tý sẽ được phá nếu như bạn được gặp một người thầy. Đấy, bạn công việc của bạn giống như một hòn ngọc đang ẩn trong đá ấy, chẳng qua là chưa có người khai phá ra, đập nó ra để cho bạn sử dụng nó, để bạn dùng cái viên ngọc đấy thôi. Tôi tin rằng là sau ngày hôm nay, Tử Vi Việt Nam sẽ giúp cho bạn tìm được cái ngành nghề phù hợp, cái hướng kinh doanh, rồi cách để kiếm tiền như thế nào để phù hợp, để cải thiện cuộc sống của bạn, để cho nó tốt hơn nữa. Cung Phúc Đức của bạn nhá, cung Phúc Đức của bạn nằm trong cung Thiên La Địa Võng, nên là âm phần của bạn ấy là chưa giúp được bạn nhiều lắm. Và nhìn vào trong này thì cung Phúc Đức của chồng cũng tương đối ổn thôi, vì sao Thái Dương kia cũng tương đối ổn, nhưng mà vì có sao Thiên Không nó nằm ở cung Phúc Đức nhà chồng ấy, nó làm cho ngăn cách giữa âm dương, cũng chưa giúp được nhau nhiều. Bạn nên quan tâm đến gia tiên họ nội họ chồng của bạn, lễ bái chu đáo vào thì bạn sẽ rất ổn về chuyện tiền bạc. Cung Thần Ách thì hiện tại về sức khỏe của bạn thì không vấn đề gì cả, bởi vì sao những cái sao bác sĩ rồi sao tả hữu bát tọa thiên giải phong cáo nằm ở cung Thần Ách của bạn, nó cũng sẽ giúp cho bạn giải được bệnh tương đối nhiều. Và có cái sao Đà La nằm cung Thiên Di thì sẽ bị một cái tật đấy, cái tật khi mà đi ra ngoài sẽ bị cẩn thận là sẽ tai nạn trục trặc mà gây cái tật vào chân ấy. Và bạn năm 62 tuổi đấy là một cái hạn. Rồi năm 52 tuổi thì cẩn thận ngã xe máy. Cẩn thận năm 52 ngã xe máy. Và năm 52 thì nếu mà bạn đang ở với chồng thì cẩn thận bảo chồng năm đấy phải làm nhiều việc tốt vào, vì năm đấy anh ấy sẽ có hạn lớn, có thể mất mạng vào năm khi mà chị năm 52 tuổi, nghĩa là 10 năm nữa. Đấy, 10 năm nữa. 10 năm nữa là bạn có tang môn rồi, có quả tú nó chiếu vào cái đại vận đấy rất là xấu. Nhớ bảo chồng cẩn thận năm bạn năm 10 năm tới thì cẩn thận giải hạn. Cuộc đời của bạn thực sự nó sẽ tốt. Nên là đại vận từ 42 tuổi trở ra thì bạn sẽ tìm được thầy và sẽ giúp cho bạn khai mở được cái công việc của bạn để nó tốt, rồi rồi bạn sẽ kiếm tiền rất là nhanh trong những cái tuổi từ 42 đến năm 51. Và từ năm 52 tuổi trở ra công việc của bạn thì vẫn tốt và tiền tài của bạn nó đến một cách ổn định hơn, bởi vì cái chòm đấy là thiên tướng thiên phủ, chòm thiên phủ rồi tử vi phá quân nó chiếu vào, rồi nhiều cái sao như thanh long rồi sao hóa khoa rồi tứ linh chiếu vào cái đại vận đấy, rồi văn xương chiếu vào, thì cái năm 52 tuổi trở ra ấy thì bạn cũng tương đối là thành công. Nhưng nhớ là có cái hạn năm 52 là bạn sẽ rất cô đơn, nhớ là hạn của chồng năm 52. Rồi năm 62 tuổi trở ra thì cái thiên đồng thiên lương rực sáng gặp hóa quyền đấy, hóa lộc chiếu vào, thái âm miếu địa cũng sẽ chiếu vào cung đấy, là từ 62 tuổi trở ra là bạn tương đối ổn định và sung sướng. Như là 72 trở ra thì rất nhiều tiền đấy, thế thì bạn là một cái người mà hậu vận tốt và tiền vận thì hơi vất vả. Nhất vất vả nhất là từ năm 32 tuổi đến năm 41 tuổi. Và năm nay sau khi sinh rồi thì bạn yên tâm rằng cuộc sống của bạn nó sẽ tốt hơn. Và năm nay thì năm cũng có hơi hạn về đào hoa một chút, bởi vì bạn là đào hồng gặp địa kiếp nên là chuyện tình duyên nó không được ưng ý lắm. Thôi chấp nhận việc đấy, vì mình là thân cư Phúc Đức mà, nên là những cái việc gì đấy mà thấy có lợi cho con cái, có lợi cho gia đình thì bạn sẵn sàng hy sinh. Đấy là điều đáng quý của bạn. Và đấy cũng là thứ mà bạn dạ, nghĩa là Phúc Đức tại mẫu để tạo cho con cái bạn sau này có nhiều cái tiền đề tốt, làm từ bố mẹ, công đức từ bố mẹ để giúp cho con cái phát triển mạnh hơn. À, về kinh doanh thì cung Tài Bạch của bạn có sao Thái Dương. Sao Thái Dương. Cung Quan Lộc của bạn có sao Cự Môn. Thế thì bạn nên, cái sao Cự Môn là cái sao ăn nói, có thể làm nghề luật sư, nghề giáo viên hoặc là tư vấn để kiếm tiền. Đấy, thế thì bạn nên làm nghề môi giới. Đấy, hoặc là tư vấn, thầy cũng chưa hỏi bạn là bạn làm ngành gì, nghề gì, nhưng mà bạn nên làm môi giới này, bạn nên tư vấn. Đấy,
và đừng có đụng vào cung điện trạch, vì cung điện trạch các bạn rất xấu. Những cái hàng hóa, những cái mặt hàng mà liên quan đến y dược, hoặc liên quan đến học hành, hoặc liên quan đến làm đẹp đó, hoặc làm liên quan đến việc làm từ thiện, hoặc là những việc liên quan đến tâm linh, thì nó sẽ phù hợp với bạn hơn. Đấy, và nhớ rằng ấy, bạn nên kiếm tiền bằng trí tuệ thôi. Đấy, bằng cái việc môi giới thôi, chứ bạn cũng không phải là cái người đầu tư, làm đầu tư tốt. Đấy. Và tin rằng là sau cái ngày hôm nay, cái đại vận này của bạn sẽ thoát, vì tháng này là tháng chín âm, có sao thái âm miếu địa. Bạn sẽ gặp một cái việc vui trong tháng này và nó thay đổi cơ bản cuộc đời của bạn trong cái tháng này đấy, tháng 9 âm này. Rồi tháng 10 âm là cái tháng mà hơi xấu một chút nha bạn nha, và liêm chinh tham lang hãm, nên là dễ bị kiện tụng kiện cáo, dễ vợ chồng xung khắc, dễ mất tiền mất của vào tháng 10 âm. Tháng 11 âm là tháng chi tiêu tốn kém đấy, chi tiêu tốn kém là tháng có hạn, tháng 11 âm nhá. Tháng 12 âm là có tháng cô đơn buồn tẻ. Đấy, bạn cố gắng vượt qua năm nay đi, từ sang năm cuộc đời bạn sẽ khác. Bởi vì từ sang năm, cái năm sang năm của bạn ấy, nó vừa có hóa quyền, vừa có hóa lộc, vừa có hóa khoa, đấy tam hóa của bạn chiếu vào cùng sang năm. Tam hóa chiếu vào cùng năm, rồi lại có thái âm miếu địa rực sáng chiếu vào, rồi lại thiên đồng thiên lương vượng địa miếu địa trực tiếp chiếu vào nữa, thì từ sang năm trở ra công việc của bạn đã rất thành công. Và sau cái lời những lời tư vấn này, bạn có thể liên hệ thêm với thầy Tử Vi Việt Nam để nói rõ hơn là công việc của bạn đang làm, rồi các dự án bạn đang quan tâm, thầy sẽ lựa chọn cho bạn những cái ngành nghề phù hợp nhất với mệnh vô chính diệu của bạn. Và nhớ rằng mệnh vô chính diệu thì các cụ nói rằng là phi yểu tắc bần, phi yểu có nghĩa là không chết yểu thì ắt nghèo, nên là bạn cứ nghèo nghèo một chút, sống lâu để chăm sóc con cái, chăm sóc bố mẹ cũng là có hiếu và cũng là tốt. Không nên quá giàu, bởi vì sao mệnh vô chính diệu mà giàu quá là chết rất nhanh. À, thêm nữa nhắc bạn là bạn để ý rằng dòng họ của bạn là sẽ có một mộ cụ bà được phát đó, mộ cụ bà được phát, thì bạn để ý cho thầy là mộ của bà cô của dòng họ nhà bạn nhé, trong vợ chồng đâu nhé, hoặc là của một bà nội của bạn sẽ có mộ phát. À, sau khi nó phát mộ đấy thì công việc rồi tiền bạc của con cháu trong họ hàng này rất là tốt. Nhớ để ý thế nào là mộ phát, là cái mộ nó tự nhiên nó to đùng lên đấy, nó cứ càng ngày nó càng nở to lên, và ở dưới nó sẽ đóng một cái màng trắng ở bên dưới, thì cái mộ đấy được chôn vào một cái vị trí huyệt đạo tốt, hấp thu được cái linh khí của trời đất, và nó khiến cho phát và dòng họ của bạn sẽ tốt lên. Và bạn nhớ để ý việc đấy nhé. Và khi mà mộ kết rồi, phát rồi là chúng ta không được đụng tới. Thường là các cụ là đào sâu chôn chặt luôn, không bao giờ được được bốc sang mộ, sang cát cái mộ ấy nữa. Nếu mà mộ đang kết mà đụng vào đào lên là dòng họ sẽ lụng bại ngay. Nên là bạn để ý việc đấy. Rồi có gì thì bạn sẽ liên hệ với thầy sau. À, xin chào tất cả các bạn. Và nếu các bạn muốn xem tử vi online thì các bạn có thể liên lạc với số điện thoại 0904710481 để các thầy tử vi sắp xếp để xem cho các bạn, hoặc là các bạn có thể vào trang tử vi Việt Nam info để đăng ký thời gian để xem là từ 3 đến 7 ngày, hoặc là nếu khi nào mà có nhiều khóa lễ thì các thầy có thể chậm hơn một vài ngày, có gì các bạn thông cảm. Và chúng tôi xin sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến tử vi, đến tâm linh cho tất cả các bạn hỏi. Các bạn có thể vào trang tử vi Việt Nam info liên hệ đăng ký rồi gửi các bài vào, chúng tôi sẽ trả lời, hoặc vào Facebook số 0904710481 để chúng tôi có thể trả lời cho các bạn. Xin chào các bạn.